không phải 40 tỷ đồng. Đây mới là số tiền VFF phải đền bù cho huấn luyện viên Chu Xie. Ngay trong đêm ngày 26 tháng 3, VFF và huấn luyện viên Chu Xie đã đặt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Ban đầu VFF và nhà cầm quân người Pháp đã ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, tức kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2026. Do đó, một số nguồn tin cho biết nếu chấm dứt hợp đồng vào thời điểm hiện tại, phía VFF sẽ phải đền bù số tiền lên tới khoảng 42 tỷ đồng, tương ứng với khoản lương từ nay đến hết tháng 7 năm 2026. Nhưng theo tìm hiểu, huấn luyện viên Chu Xie đồng ý nhận khoản đền bù khoảng 4,5 tỷ đồng, 3 tháng lương. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong hợp đồng VFF ký với ông Chu Xie có kèm theo các điều khoản về thành tích của tuyển Việt Nam. Quan trọng hơn, VFF đặt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Phù Thủy Trắng chứ không phải đơn phương dừng hợp đồng nên khoản tiền đền bù sẽ thấp hơn rất nhiều.